thất khát. Hả? Thất khát hả? Có thất. Dám phản kháng, chém hết cả. Công tử, không có lệnh triệu kiến, sao ngài lại tới đây vào giờ này? Hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Phụ hoàng vạn tuế, đêm khuya như thần tự ý vào cung, mong người không trách phạt. Người kịch tử đồ súc sinh. Người cứ mắng đi, đằng nào đây cũng là lần cuối người được mắng con rồi. Sẵn đây nói cho phụ hoàng biết luôn, con không chỉ giết mỗi tên nhãi đang trần anh đâu, những vụ tai nạn của các hoàng tử khác cũng là do con làm đó. Kìa, sao phụ hoàng kinh ngạc như vậy? Không phải ngày trước người cũng thẳng tay diệt trừ các huynh đệ rồi mới có thể ngồi lên ngai hoàng này hay sao hả? Con chỉ học theo những gì người đã làm thôi, phụ hoàng. Phụ hoàng đi rồi à? Sớm muộn gì cũng đi, còn phải phế ta làm cái gì? Không phải huynh cũng vậy sao? Ai? Huynh sớm muộn gì cũng chết, còn phải làm phản làm gì? Trần Đăng Sơn, người đâu? Canh chừng kiểu gì lại để hắn lẻn vào đây hả? Giết hắn cho ta! Người đâu? Sao cũng không mau vào đây hả? Ở đây chỉ còn ta và huynh thôi. Hả? Người bạn mang tộc của huynh đang được tướng Nguyễn Mạnh giải về đây. Chắc phải ngày mai huynh mới được gặp hắn ta đó. Ngươi đã làm gì hả? Ta đã làm gì, huynh không đoán được sao? Thiếu nhân chứng vào đây, cùng xuống âm phủ. Hèn gì, rõ ràng ta đã giết hắn rồi, vậy mà hắn vẫn... Hóa ra là ngươi. Hóa ra là ngươi. Giỏi lắm, hơn 10 năm nhẫn nhục. Huynh quá khen rồi.